Rồi, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay cái video của thầy làm á là sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn tổng quan nhất về một cái đề thi tuyển sinh 10 chính thức. Và đó là lý do tại sao thầy đã chọn một cái đề đã từng là đề chính thức. Đây là đề của năm 2016, tức là của 2 năm trước, chứ không phải đề năm ngoái nha. Đề năm ngoái sẽ được làm vào năm 2017, còn đề năm 2016 là đề của 2 năm trước rồi. Thì vì sao các bạn cần phải biết như thế này? Tại vì người ta cũng đã có câu ha, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Các bạn không thể nào thi mà không biết gì về những cái mà mình chuẩn bị đi thi. Dĩ nhiên về những cái lượng kiến thức, ngữ pháp cũng như là từ vựng thì các thầy cô đã hướng dẫn các bạn trên trường rồi. Nhưng các bạn ít nhiều cũng phải cần biết rằng là một cái đề tuyển sinh 10 nó sẽ như thế nào và cái mức độ khó của nó ra sao. Thì cái video ngày hôm nay thầy sẽ giải mẫu một đề để cho các bạn có thể nắm rõ được cái phần này. Thì nếu như bạn nào mà có đang xem trực tiếp á, các bạn có thể vui lòng comment giùm thầy xem coi là cái âm thanh nó có ổn hay không. Thầy cần nói nhỏ hơn hay là nói lớn hơn một tí thì các bạn có thể báo với thầy để thầy biết. Thì thầy định dùng cái fanpage English Infant của thầy, nhưng mà cái fanpage đó lúc đó chỉ mới có 100 mấy like thôi, thì thầy sợ là không nhiều bạn xem được. Nên thầy sẽ dùng cái Facebook cá nhân của thầy để like trước, rồi sau đó sẽ đưa lên fanpage sau. Thì các bạn có gì cứ theo dõi trên đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi một dọc những cái dạng bài sẽ có trong đề thi tuyển sinh 10. Thì đầu tiên vẫn như là những bài 1 tiếng 15 phút mà các bạn hay làm, đó vẫn sẽ có 10 câu trắc nghiệm. Rồi ngoài ra sau đó thì nó sẽ có 2 câu sửa lỗi sai. Thì dĩ nhiên vẫn như những bài tập thường ngày là chúng ta không cần phải sửa lỗi, chỉ cần khoanh cái chỗ sai thôi. Rồi đến phần bài tập true false. Rồi chúng ta sẽ đến với phần điền từ và chỗ trống. Sau đó là work from. Rồi đến sắp xếp từ thành câu đúng. Rồi đến viết lại câu. Như vậy chúng ta vẫn sẽ có 7 phần. Và gần giống với lại cái cấu trúc đề mà các bạn thi 1 tiếng hoặc 15 phút. Nhưng nó chỉ khác một cái là các bạn để ý rằng là dưới mỗi một cái phần bài tập như vậy, nó sẽ có một cái phần answers. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong quá trình các bạn làm bài tuyển sinh, các bạn sẽ không có khoanh trực tiếp đáp án vào trong cái câu trả lời, mà các bạn sẽ trả lời nó ở phần bên dưới. Ví dụ như, thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ như ở phần bài true false này, thầy cho rằng câu 13 này là false, ví dụ đi. Thì chúng ta sẽ không ghi chữ false ở ngay đây và cũng sẽ không có chỗ trống mà cho các bạn ghi hết, mà các bạn sẽ ghi chữ false vào ngay dưới số 13, chỗ cái phần answers. Thì nó cũng giống như vậy trong những cái phần trắc nghiệm. Lẽ ra cái đề đúng á thì dưới cái phần trắc nghiệm này nè, nó sẽ có một đống cái answer từ câu 1 đến câu 10. Nhưng không biết sao thầy cóp cái đề này lại bị mất đi cái phần answer đi. Thì các bạn cứ mường tượng là cả phần trắc nghiệm lẫn phần sửa lỗi sai đều sẽ có cái phần answers giống như là đây, giống như cái thằng sửa lỗi sai từ giống như cái phần true false. Và từ cái thằng true false này trở đi thì lúc nào cũng sẽ có phần answer hết. Như vậy nhớ khi mà làm bài tuyển sinh 10, chúng ta trả lời làm việc trên phần answers, chứ không làm việc trên cái phần mà trắc nghiệm của mình như mình hay làm trên lớp. Được chưa? Nhưng mà vì ở đây là thầy giải đề, cho nên thầy sẽ chọn đáp án trực tiếp cho các bạn xem luôn. Ha. Còn lúc mà các bạn làm bài thì nhớ là các bạn nhớ điền từ ở dưới cái phần answer ở bên dưới mỗi câu. Rồi, thì đến lúc nào mà ôn cao trào thì sẽ nhắc lại cái này. Bây giờ ta bắt đầu đi vào phần đề để xem coi mức độ nó khó như thế nào. Câu số 1. Việc mà chúng ta làm trắc nghiệm, việc đầu tiên hãy nhìn lướt qua 4 đáp án một lúc, chứ đừng có nhìn cái câu trước. Tại vì khi chúng ta nhìn 4 đáp án là sẽ biết rằng chúng ta cần phải làm gì trong bài trắc nghiệm. Thầy lấy ví dụ các bạn nhìn 4 cái đáp án mà các bạn thấy 4 câu khác nhau như thế này thì xong, câu này là câu từ vựng, tức là không nắm từ vựng là lên đường. Như vậy câu số 1, Disneyland is 60th birthday on Saturday 18th July 2015. Thì câu này đáp án của mình sẽ là celebrated. Nếu như chúng ta học không kỹ, nó sẽ bị đánh lừa bởi chữ congratulated. Tại vì chúng ta biết congratulate đi với giới từ on, sau này các bạn sẽ biết được điều này. Nhưng cái on này là cái on của ngày tháng năm ha, vì chúng ta đứng trước ngày, trước tháng, trước năm, thậm chí là trước thứ chúng ta cũng dùng on. Cho nên cái on này là của thời gian, chứ không phải là của congratulated on. Complicated mang nghĩa là phức tạp, và accomplished thì gần như vô nghĩa, nên nó chỉ có celebrated là tổ chức. Tức là Disneyland sẽ tổ chức cái sinh nhật, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 vào ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 2015. Tiếp tục sang câu 2, nhìn 4 đáp án liên tục, chúng ta thấy 4 đáp án này là 4 cái giới từ, như vậy đây là bài tập giới từ. Thì phải nắm rõ quy tắc giới từ chỉ thời gian và giới từ chỉ nơi chốn. Thì ở đây chúng ta có thấy là the third day of Lunar New Year, ngày thứ 3 của năm mới. Như vậy chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là on. Chúng ta có on the first day, on the second day và on the third day. Tức là trước một ngày cố định chúng ta dùng on. Và chúng ta không cần quan tâm những cái phía sau nữa, chỉ vậy thôi.
Tiếp tục câu số 3. Thì nếu bạn nào nắm chắc kiến thức, hiện giờ các bạn cũng đã có thể làm được rồi. Chúng ta thấy chấm phẩy với phẩy. Chấm phẩy với phẩy nằm đây, thì khả năng cao sẽ là therefore. Thì nếu như ai đó kỹ lưỡng làm lại một lần nữa, thì các bạn sẽ phải dịch bài. Our little son was sleepy when we were walking to the park. We went home early. À, đứa con trai nhỏ của chúng tôi đã cảm thấy buồn ngủ khi mà chúng tôi đang đi bộ trong công viên. Để trống, chúng tôi đi về sớm. Như vậy, cả về ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa đều hợp lý với therefore. Vì con chúng tôi buồn ngủ, vì vậy chúng tôi đi về sớm. Câu 4. Cái này thì với lớp 9 hiện tại các bạn chưa học về mệnh đề quan hệ nên các bạn cảm thấy nó sẽ rất khó khăn. Nhưng sau này khi các bạn học rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rằng câu này là một câu loại đơn giản. People chỉ người, nên chúng ta tạm thời loại which qua một bên, tại vì which sẽ dùng để chỉ vật. Whose phía sau phải có một danh từ, tại vì whose mang nghĩa sở hữu. Chúng ta chỉ còn lại whom và who. Đến lúc này chỉ cần các bạn nhớ rằng who thay thế được cho whom, nhưng whom không thay thế được cho who. Nên nếu như phân vân giữa whom với who thì cứ chọn who cho chắc, tại cỡ nào who cũng đúng hết. Tại nếu chỗ đó có chọn whom đi nữa thì who vẫn ok. Còn nếu bạn nào vững kiến thức hơn thì các bạn phân tích từ từ. Sau whom phải là một câu hoàn chỉnh, nghĩa là phải có chủ từ và động từ. Nhưng cái này bắt đầu bằng chữ do, do not love, chỉ là một verb thôi. Như vậy chỗ này who là chính xác nhất, dù các bạn có xét khía cạnh nào đi nữa thì vẫn là who. Tiếp tục câu 5 là một dạng bài tập giao tiếp. Thì các bạn nhớ, theo như tin tức thì năm nay lượng câu giao tiếp có lẽ sẽ tăng lên, tại vì người ta sẽ đánh mạnh vào cái phần vận dụng kiến thức hơn là những cái ngữ pháp chay mà chúng ta chỉ học ở trên lớp. Phần đó sẽ được thể hiện cho phần viết lại câu. Còn mấy cái trắc nghiệm này thầy nghĩ là lượng câu giao tiếp sẽ tăng lên chứ không còn ít như những cái năm trước nữa. Thì đây là cấu trúc do you mind, if you mind mà các bạn do you mind, would you mind mà các bạn học ở lớp 8. Do you mind thì phía sau là verb ở cột 1 ở hiện tại, còn would you mind thì verb sẽ là verb 2. Như vậy, do you mind if I sit here? Bạn có phiền nếu như tôi ngồi ở đây không? Một câu xin phép ha. Xin lỗi, có phiền hà gì nếu tôi ngồi ở đây không? Thì đáp án của mình sẽ là not at all, go ahead. Go ahead trong trường hợp này không còn mang nghĩa là đi thẳng, mà mang nghĩa là cứ tự nhiên đi. Tiếp tục câu 6. Câu 6 này thì với lớp 9 hiện giờ rất là đơn giản, nhưng biết đâu đến cuối năm các bạn lại quên. Thì với những bạn học lớp 9 hiện giờ thì các bạn sẽ biết rằng là đáp án sẽ là at, trong cái cụm là at the entrance to the village. Và các bạn không cần quan tâm về nghĩa và những cái xung quanh nữa. Câu số 7. Nhìn bốn đáp án khác nhau hết, như vậy chắc chắn câu này là một câu về work from. Như vậy chúng ta phải lắp cái từ vựng này vào, phải nắm từ vựng. World, thế giới, atmosphere là không khí, ocean là đại dương và surface là bề mặt. Như vậy khoảng 70% cái gì đó của trái đất thì được bao phủ bởi nước. Như vậy đáp án của mình sẽ là surface. Được chưa? Tức là bài này chỉ là giải mẫu thôi, để nắm cấu trúc thôi, nên thầy sẽ không giảng kỹ lắm ha. Các bạn chỉ việc theo dõi, nắm coi phương pháp làm bài trắc nghiệm để nhanh nhất có thể là được. Tiếp tục câu số 8. Thấy một đống từ quá khứ ở đây, tức là đây là cũng là một câu từ vựng đó, nhưng mà nó chỉ ở quá khứ. Rồi lại thấy có cấu trúc if, whether chỗ này. Như vậy khả năng cao nó là report. Mà report với if, whether, mỗi câu hỏi yes, no thì chúng ta chọn ask là hợp lý nhất. The teacher asked Vân hay là Văn gì đó if she had ever tried calling a helpline. Được chưa? Cái này là của report dạng yes, no. Tiếp tục lại là một câu giao tiếp. Sơn Đòn is a new tourist destination. Thì tourist destination là điểm đến du lịch. Sơn Đòn là một điểm đến du lịch mới. Như vậy ở đây, let's eat out this evening. Ra ngoài ăn tối nay nha, thì không liên quan rồi. We did a holiday dear. Chúng ta đi nghỉ mát, chắc là chúng ta cần phải đi nghỉ mát rồi đó. Bạn của tôi ơi, câu này có thể hợp lý nè. I miss my relatives in Huế. Tôi rất là nhớ bà con của tôi ở Huế, thì không liên quan đến Sơn Đòn. Và I like to cook something special food. Tôi muốn nấu một món ăn đặc biệt nào đó, nó cũng không liên quan đến việc điểm đến du lịch. Nên câu đúng sẽ là câu B. Tiếp tục. Với câu này, đây là câu dạng ngữ pháp. Bốn đáp án cũng khác nhau nhưng mà nó thiên về ngữ pháp. Thì chúng ta bắt đầu loại suy từ từ. Chúng ta có avoid chỗ này là một động từ mang nghĩa là tránh né cái gì đó. Thì chúng ta phải nhìn thằng này sai sẵn nè. Tại vì nếu đúng lớp 8 các bạn học rồi, in order not to mới đúng chứ không có chuyện in order not không thôi. Còn so that với in order that phía sau phải là một câu hoàn chỉnh. Chỗ này chỉ có một động từ nên đáp án là so as to. Như vậy câu này cũng là một câu không cần phải dịch bài. Vô là quốc đáp án thôi. Thì nhớ nha các bạn, bình thường trong đề sẽ có phần answer ở đây, câu 1 gạch cái, câu 2 gạch cái, câu 3 gạch cái. Thì A, B, C, D, E gì đó thì phải ghi ở dưới đây, chứ không có làm giống thầy nha, thầy chỉ làm cho các bạn dễ thấy thôi. Rồi, câu 11 phần sửa lỗi sai. Nhớ, sửa lỗi sai thường nó sẽ ưu tiên cho lỗi ngữ pháp trước, rồi mới đến lỗi từ vựng.
rồi bắt đầu là những cái cấu trúc song song gì đó vân vân. Nên các bạn cứ ngó ngữ pháp mà làm việc trước, đừng có dịch bài. Ví dụ ở đây thấy off không bị gạch nè, những chữ không bị gạch là những chữ luôn đúng. Vậy nếu giới từ đã luôn đúng thì sau giới từ phải là verb in, vậy câu B phải là câu sai. Sorry, chỗ này phải là traveling mới đúng. Rồi, được chưa các bạn? Tiếp, câu số 12. Câu này lại là một câu mà đề quan hệ. Thì với lớp 9 hiện giờ mà đề quan hệ các bạn vẫn chưa biết rõ thì các bạn cứ nghe sơ thôi. The drought that caused by El Nino weather patterns is hitting Thailand and Cambodia. Thì chỗ này bị lỗi ở chỗ là nếu như các bạn học kỹ cấu trúc bị động, các bạn sẽ biết chữ drought này mang nghĩa là hạn hán. Hạn hán không có tự gây ra, nó sẽ bị gây ra. Hơn nữa chữ by đây không bị gạch là một dấu hiệu của bị động nè. Về chỗ này đang bị thiếu to be. Tại muốn bị động hợp lý thì phải có verb be và to be. Chỗ này vẫn còn chưa có to be nên câu be vẫn là câu sai. Và nó phải có chữ worse chỗ này, được chưa? Rồi, tiếp tục sang phần bài đọc. Thì nhớ khi làm bài true false, làm ơn nhìn từ câu hỏi nhìn ngược lên, đừng có dịch bài. Nhớ nha, mình hạn chế việc dịch bài càng nhiều càng tốt. Tại vì khi mình dịch nhiều quá thời gian mình sẽ không có để kiểm tra lại bài đâu. This is the letter written by a man to his father. Rồi với cái câu hỏi mà theo kiểu true form mà hỏi cả câu như vậy nè. Đây là một lá thư được viết bởi một người con trai cho bố của anh ta. Thì cái này mình cứ để đó. Tại vì cái này mình phải đọc hết bài. Những câu nào yêu cầu mình phải đọc hết bài thì mình cứ để đó. Tiếp tục. The father cried when his son was on his way to the stage. Rồi đây chúng ta nhìn coi chúng ta có những chữ gì quan trọng. Cry nè. Ha. On his way to the stage nè. Chúng ta bắt đầu dò. Coi coi chữ cry nằm ở đâu. Đây, 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 đây. Chúng ta có the stage đó. Mình nhìn coi chỗ nào, khúc nào có chữ cần thiết với mình thì mình chọn ở chỗ đó. Như thế bây giờ chỗ này, chữ the stage nó nằm ở dòng thứ 3. Nhưng mà mình nói câu này. You were standing there with tears in your eyes while I was walking toward the stage to get my diploma. Như vậy chỗ này, standing there with tears, tears đây là những giọt nước mắt. Như vậy thật ra nó cũng giống như là khóc vậy đó các bạn. Như vậy thì chỗ này, cái câu mà bố của người bố đã khóc khi con trai của ông bước về phía sân khấu là một câu hoàn toàn chính xác. Ha, bố đã ở đó và khóc trong lúc mà con bước lên sân khấu để nhận bằng. Như vậy chỗ này mình làm được câu 14 trước. Đáp án là true. Cứ cái nào làm được trước thì mình xử lý trước. Tiếp tục câu 15. The letter is sent from a son to his father on the son's graduation day. Lá thư được gửi bởi một người con trai gửi cho bố anh ta trong ngày tốt nghiệp của anh ta. Thì ngó coi mình có cái nào liên quan đến ngày tốt nghiệp hay không. Thì đây, ngay dòng đầu luôn, nó có thể giúp mình giải quyết. I'm writing this to tell you how much you are missed and loved, especially on such a special day as today. Con đang viết lá thư này để nói cho bố biết là con đang rất nhớ và yêu bố, đặc biệt là trong một ngày quan trọng như hôm nay. Nhưng mà chưa chắc hôm nay là ngày tốt nghiệp. I will always remember that day, my graduation day. Đây là cái graduation day của mình nè. Nhưng mà cái ngày hôm nay và cái ngày tốt nghiệp hoàn toàn là không phải là hai ngày giống nhau. Ngày hôm nay làm cho tôi nhớ đến bố. Và khi tôi nhớ đến bố thì tôi lại nhớ đến ngày tốt nghiệp của tôi. Còn ngày hôm nay là ngày nào? Cuối bài nó có Happy Father's Day. Nên câu này nó chỉ đánh lừa mình. Nếu như mình không hiểu kỹ, mình sẽ thấy mấy cái chữ này giống nhau, mình chọn true là sai. Nhưng thực tế câu 15 này đáp án phải là false. Tức là nãy giờ chúng ta vẫn chưa phải dịch gì nhiều nha các bạn nha. Rồi tiếp tục đến câu 16. The writer of this letter has no difficulty living an adult life. Tác giả của lá thư này không hề gặp bất kỳ khó khăn nào khi sống một cuộc sống của một người trưởng thành. Câu này nếu dịch ra được thì mình cũng cảm thấy nó sai sai rồi đó. Nhưng mà thôi thì mình cứ nhìn lên bài cho chắc. Như vậy chỗ này, đây, đây, đây. Difficulties of being an adult. Chữ này các bạn đọc là adult hay là adult gì cũng được hết ha. Bố à, con đã trải nghiệm được những khó khăn của một người trưởng thành. Như vậy chỗ này, đọc đến câu này một cái thôi thì mình chắc chắn biết rằng câu số 16 này là một câu sai. Có khó khăn chứ không phải là không có khó khăn đâu. Rồi như vậy nãy giờ mình thấy nè,
xưng là bố ha, viết cho bố rồi xưng con, kể này kể kia. Như vậy đây là một lá thư được viết bởi một người con trai cho bố ông ta, là một việc hoàn toàn chính xác. Như vậy nhiều khi trong quá trình mình làm ba câu còn lại nó cũng sẽ giúp mình giải quyết câu đầu tiên luôn. Như vậy bài này đáp án là true true, false false. Tiếp tục đến hai câu hiểu bài. What is the letter mainly about? Với những câu kiểu như vậy, mainly about, nguyên cả một bài này chủ yếu nói về cái gì? Có nghĩa là các bạn phải hiểu nguyên bài. Thì nãy giờ mình dịch sơ sơ là kể là lúc con nhận bằng thì bố khóc, rồi bố đã chăm sóc gia đình và con, rồi bây giờ con sống một mình rồi con mới biết là cuộc sống của người trưởng thành khó khăn như thế nào, rồi con cũng đã có con và có gánh nặng gia đình, vân vân. Như vậy câu này sẽ đáp án chính xác. The writer's thankfulness to the father. Ở đây chúng ta có cấu trúc này, nó mang nghĩa là, sorry, chữ thankfulness này bị ghi sai nha các bạn nha, nó chỉ có một chữ L thôi. Cái đề này có lẽ là bị đánh lỗi. Nghĩa là lòng biết ơn của tác giả dành cho bố mình là câu hợp lý nhất. Như vậy thầy chọn như vậy thôi, chứ đúng ra các bạn làm bài thì các bạn chỉ cần ghi ở đây một chữ C là đủ rồi. Tiếp. Với những cái dạng mà infer from nè các bạn, infer from là suy ra từ đoạn văn, suy ra từ lá thư, thì các bạn cứ hiểu rằng là đây là một câu chọn câu đúng. Được chưa? Điều nào dưới đây có thể suy ra từ lá thư, nghĩa là điều nào dưới đây là đúng. Nhớ nha, cứ thấy cái cụm infer from là biết nó bằng nghĩa với chữ true, đúng đó. Như vậy, một, irresponsible, vô trách nhiệm, đây là một người bố vô trách nhiệm, đọc thấy sai rồi ha. Disagreement là không đồng ý, tác giả không đồng ý, không đồng tình với bố mình, cũng sai luôn. Experience in work, kinh nghiệm làm việc, tác giả có nhiều kinh nghiệm làm việc, ở đây không nói gì về công việc của tác giả hết. The writer very much respects the father, rất là tôn trọng, rất là biết ơn bố mình, đây là câu chính xác. Như vậy thì thầy sẽ chọn đáp án D cho các bạn. Còn việc các bạn cần làm trong bài thi là gì? Ghi chữ D ở đây là xong. Như vậy chúng ta giải quyết xong phần true false. Tiếp tục đến phần bài tập điền từ và chỗ trống. Thường thì bài này nhiều bạn sẽ gặp rắc rối, thì bây giờ các bạn, thầy chỉ các bạn một cách làm bài thật nhanh nè. Các bạn liếc câu hỏi trước, liếc cái đáp án trước. Ví dụ câu 1, reduce, to reducing. Từ một chữ reduce mà ra bốn đáp án, nghĩa là câu này là câu ngữ pháp, khả năng làm nhanh có. Câu 20, bốn đáp án khác nhau, từ vựng thôi để đó. Bốn đáp án khác nhau, từ vựng để đó luôn. Bốn đáp án khác nhau, từ vựng để đó. Đây. Not everyone, no one, everyone, cái này xài được nè, để đấy. Cái này mình làm trước được. 24, important, useful, serious, interesting, từ vựng để đó luôn. Rồi như vậy đầu tiên, câu 19 giải quyết được ngay thì mình cứ giải quyết. Câu nào kiếm điểm được thì phải kiếm điểm cho chắc. Như vậy nhìn lên câu 19 thấy có want, mình có cấu trúc want cộng to verb. Như vậy cứ ngó xuống, cứ thấy thằng nào to verb là lựa thôi. Xong, bụp, câu C. Không cần dịch gì nhiều hết, vậy là đủ rồi. Rồi, còn lúc mà các bạn làm bài thì các bạn nhớ là ghi chữ C chỗ này nha các bạn nha. Đó, tiếp đến câu 20. Đây, chỗ này. This is when someone breathes in the gì đó đó from other people's cigarettes. Thì cigarettes là điếu thuốc. Như vậy, breathe là thở. Như vậy chúng ta sẽ hít thở cái khói thuốc. Như vậy đáp án chữ smoke là hợp lý nhất. Như vậy các bạn sẽ ghi chữ D ở chỗ này. Tiếp tục, câu 21. Many studies say passive smoking. Passive smoking có nghĩa là các bạn không chủ động hút mà các bạn hít khói thuốc. Thì gọi là hút thuốc bị động, ý là các bạn bị hít khói thuốc đó. Tức là nhiều nghiên cứu đã nói rằng việc hít khói thuốc thì cũng gần như gì đó đó bằng với việc hút một điếu thuốc thật sự. ASA là so sánh bằng. Như vậy chỗ này từ hợp lý nhất sẽ là chữ harmful, cũng độc hại như là việc hút một điếu thuốc thật sự vậy. Như vậy có 21 là câu A. 22. Đây. Children who sit in smoke filled cars. Những đứa nhỏ mà ngồi trong một cái xe đầy khói thuốc thì sẽ gặp vấn đề về cái gì? Thì ở đây chắc chắn vấn đề về sức khỏe. Câu này thì không cần phải xem gì nhiều. Đáp án là câu C. 23. Rồi, agree đây có S nè. Như vậy phải dùng số ít. Thì everyone số ít, no one số ít và not everyone cũng số ít. Và every lawmaker cũng số ít luôn. Nhưng chúng ta nhìn tiếp. Vì vậy chúng ta phải hiểu nghĩa một tí. Tức là gì đó đồng ý với cái luật mới. Có thể là mọi người đều đồng ý hoặc là không phải mọi người đều đồng ý, thì chúng ta phải nhìn cái vế sau một chút. Some lawmakers argue that it takes away the freedom for people to smoke in their own car. Một số nhà tư pháp tranh luận rằng điều này sẽ lấy đi sự tự do khi người ta hút thuốc
ở trong xe hơi riêng của họ. Như vậy lúc này nó đang đưa ra một cái ý đối lập. Để đưa ra cái ý đối lập này thì câu trước phải là một câu đệm để có cái ý đối lập này. Nếu mọi người đều đồng ý với cái luật này thì làm gì có mấy ông lawmaker này phản đối. Như vậy chỗ này phải là not everyone. Không phải ai cũng đồng ý với cái luật mới này. Và điển hình như là một số cái nhà tư pháp, những người ban hành luật, họ tranh luận rằng nếu bây giờ cấm hút thuốc trong xe thì nó sẽ lấy đi cái sự tự do của những người mà người ta được quyền hút thuốc trong xe người ta. Lỡ người ta không có con, người ta hút thoải mái thôi. Như vậy đáp án câu này là câu C. Rồi, đến câu 24. Minister là bộ trưởng nha các bạn. Tức là bộ trưởng y tế của Anh đã tuyên bố rằng sức khỏe của trẻ em thì hơn cái gì đó hơn là quyền tự do hút thuốc. Như vậy chắc chắn đáp án trên đây hợp lý nhất sẽ là important. Sức khỏe của trẻ em thì quan trọng hơn là cái việc tự do hút thuốc. Ok. Rồi bây giờ sau khi xong xuôi rồi, chúng ta sẽ dịch lại bài để cho nó mang nghĩa hợp, cho nó hợp lý một tí ha. Nước Anh sẽ sớm ban hành một cái lệnh cấm hút thuốc trong xe nếu có trẻ em. Chính phủ Anh muốn giảm đi, reduce những cái khói thuốc độc hại gây cho trẻ em. Những bộ luật mới sẽ giảm đi cái khả năng mà trẻ em hít phải khói thuốc. Đó là khi có ai cái này là cái phần để giải thích cho chữ passive smoking đó các bạn. Tức là passive smoking nghĩa là gì? Đó là khi mà có ai đó hít phải cái khói thuốc từ cái điếu thuốc của một người đó đang đang hút trên xe. Nhiều nghiên cứu đã nói ra rằng là cái việc hít khói thuốc như vậy cũng độc hại giống như là việc hút một điếu thuốc. Chính phủ Anh đã nói rằng trong một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng pointing nha các bạn, sao đề này đánh thiếu nhiều quá ta. Đã chỉ ra rằng trẻ em mà ngồi trong một chiếc xe đầy khói thuốc thì sẽ bị gặp vấn đề về sức khỏe. Và nó đặc biệt tệ, và cái vấn đề sức khỏe này sẽ càng càng tệ hơn nếu như mà cái khói thuốc này nằm trong một cái xe. Tại vì trong xe hơi thì chỗ trống, cái không gian rất là ít, nó rất là nhỏ. Nên là chiếc xe hơi nó sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi khói thuốc. Nghĩa là ví dụ như là hít ở ngoài trời thôi đã nguy hiểm rồi, đằng này là hít trong xe, mà trong xe ít chỗ trống nên là ai chỉ cần mà nhả khói ra một cái thôi là lấp đầy cái xe liền. Nhưng không phải ai cũng đồng ý với cái luật ban hành này. Một số nhà tư pháp đã tranh luận rằng, đó hồi nãy như thầy dịch đó, là nếu làm như vậy sẽ bị mất đi cái quyền tự do người ta hút thuốc trong xe người ta. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế của Anh tuyên bố rằng sức khỏe của trẻ em quan trọng hơn là quyền tự do hút thuốc. Đó là bài này. Rồi chúng ta qua work from to. Chúng ta có cấu trúc plan to, lên kế hoạch làm gì cộng verb bear. Như vậy verb của modern sẽ là modernize. Nguyên mẫu nha các bạn, tại sao to là verb bear. Tiếp tục. Đây, speak, chỗ này là speak. Chỗ trống đứng cuối thường đó là trạng từ đó các bạn, nó sẽ bổ sung nghĩa chữ speak cho cái động từ này. Như vậy chúng ta muốn bổ sung cái động từ thì cần trạng từ của fluent sẽ là fluently. Vẫn chưa hề dịch bài nha các bạn nha. Tiếp tục. Đây, sau and là danh từ. Special là động từ chứ chưa có, chứ, sorry là tính từ chứ chưa có danh từ. Nhưng mà chỗ này chúng ta cần có danh từ của occasional, đó là occasion. Và được một cái, ở đây được một cái là nó cho chữ a, nên chúng ta không cần phải thêm s ở chỗ occasion, chúng ta ghi occasion là đủ rồi. Chứ chỗ này mà không có a thì occasion phải có s nha các bạn. Tiếp tục, câu 28 này ai muốn dựa vào chữ jeans là danh từ để chọn tính từ phía trước cũng được. Còn ai học bài cũng được, đáp án là embroider jean. ED vào là xong. Sorry. À, bị thiếu, hèn chi. Rồi, câu 29. So many, so much là danh từ. Nhớ nha, so many, so much là danh từ. Chúng ta chưa cần biết là đếm được, không đếm được gì đây chứ. Chúng ta chưa cần biết là so many với much là danh từ cái đã. Như vậy danh từ của depend có thể là dependence hoặc là independence. Thì ở đây lúc này phải chấp nhận dịch nghĩa. Thì chữ spoil này ở đây mình tạm dịch là làm hư. Gì đó quá nhiều vào bố mẹ sẽ làm hư một đứa trẻ. Có nghĩa là phụ thuộc quá nhiều. Sự phụ thuộc quá nhiều vào ba mẹ sẽ làm hư một đứa trẻ. Như vậy đáp án của mình sẽ là dependence. Rồi. Tiếp. Câu 30. Chỗ này chữ risk là một danh từ rủi ro. Danh từ nằm đây thì chúng ta cần có một tính từ. Và sau này ở những bài sau các bạn sẽ biết danh từ của danh từ variety, sự đa dạng sẽ có một tính từ là various. Và various này ở một khía cạnh nào đó nó sẽ gần bằng nghĩa với chữ many.
Rồi, nhiều rủi ro. Nhưng dĩ nhiên thầy giảng như vậy thôi, chứ lúc các bạn làm bài các bạn ghi nó ở đây nha các bạn nha. Đó tức là cái đề đại khái nó sẽ có chỗ cho các bạn ghi câu trả lời. Trắc nghiệm thì ghi A, B, C, D. Work form thì ghi rõ câu ra. Được chưa? Rồi. Sắp xếp. Người ta sẽ cho mình câu đầu trước, nghĩa là người ta sẽ bóc ra sẵn cho mình cái này. Đây, were. Mình cứ làm từ từ. Were này là dạng to be đúng không? Sau am ia là gì? Tính từ. Ngó coi tính từ đâu. Thằng này tính từ nè. Thằng này cũng tính từ nè. Nhưng mà thằng này có vẻ hợp lý hơn. Như vậy kế tiếp sẽ là happy to hear. Rồi, here cái gì? Đúng là có that đó, nhưng mà đây không có that cũng không sao hết. All of us had made considerable progress. Made considerable progress nghĩa là đã tiến bộ đáng kể. Được chưa các bạn? Bố mẹ của chúng tôi rất vui khi nghe rằng tất cả chúng tôi đều đã có những tiến bộ rất đáng kể. Rồi, the Academy of Language. Đây là cho cái này. Như vậy, đã cho chủ từ thì phía sau phải có verb. Ở đây chưa phải verb. Verb nhưng mà có to thì cũng chưa làm verb được, phải là offers. À, sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó tốt. Như vậy sẽ là a good and friendly environment to practice your English. Nhớ chấm. À, trung tâm ngoại ngữ học thuật sẽ cung cấp cho các bạn một cái môi trường thân thiện và tốt để có thể luyện tập tiếng Anh. Rồi, viết lại câu. Nhớ viết lại câu cũng không viết thẳng vào đây luôn nha. Nó có phần trả lời đàng hoàng bên dưới. Nhớ nha các bạn, nên khi làm bài nhớ coi cho kỹ. Người ta có phần trả lời cho mình thì mình trả lời ngay phía dưới. Vậy thôi thì bây giờ thầy trả lời phía dưới cho các bạn quen tay luôn ha. Rồi, cái đầu dùng wish. Cấu trúc wish của bài 1. Như vậy nhớ sau wish là verb 2. Như vậy lúc này mình lấy cái chữ try xuống làm verb 2. Thật đáng tiếc tôi không thể thử tất cả những món ăn đặc sản ở cái ngôi làng này. Như vậy tôi ước gì tôi có thể thử những món ăn đặc sản. Như vậy không cần thiết phải dùng try, chúng ta dùng chữ can này lùi xuống cũng được. Như vậy thực tế là tôi không thể thử, thì là tôi ước gì tôi có thể thử. Như vậy chúng ta chỉ cần lùi xuống là thành chữ could try. Rồi sau đó ghi lại là on the special food of the village là xong câu 1 với wish. Tiếp tục, thấy có ngoặc kép mà bung ngoặc kép ra thì đây là report. Và khi report thì nhớ lùi thì đổi ngôi. Như vậy lùi thì thế nào, đổi ngôi thế nào, nhìn. Cô ấy nói, như vậy người xưng tôi sẽ là cô ấy. Như vậy việc đầu tiên là thay bằng chữ she. Đó. Tiếp, lùi thì hiện tại đơn, lùi xuống quá khứ đơn, wanted. Mà dù là want hay wanted gì nữa, phía sau vẫn là to verb, như vậy ghi lại. Tiếp, cô ta nói thì cô ta xưng con cô ấy là my son. Bây giờ mình tường thuật lại, mình đã đổi chữ I thành chữ she, thì chữ my mình cũng phải đổi thành chữ her. Rồi, to a university in the UK là xong. Tiếp tục, câu gốc mà có will 90% là if1. Nhớ nha, các bạn đọc kỹ cái bài, những lưu ý về ngữ pháp á, thầy sẽ chỉ các bạn cách phân biệt if1 với if2. Câu gốc có will, câu gốc có and, câu gốc có or, nó là if1. Hơn nữa người ta còn cho if you don't work. Mà chỗ này là hiện tại đơn rồi thì chắc chắn cỡ nào nó cũng là if1 hết. Như vậy, bạn sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với việc học hành đủ chăm chỉ. Như vậy có nghĩa là if you don't work hard enough, nếu bạn không học hành đủ chăm chỉ, bạn sẽ đậu nếu bạn học đủ chăm chỉ. Vậy nếu như bạn không học hành đủ chăm chỉ thì bạn sẽ không đậu. You won't pass. Thì dĩ nhiên chỗ này bạn nào xài từ từ dùng will not cũng không sao chứ ha. Rồi, this entrance examination xong. Tiếp tục, three more new schools đang ở dưới mà tự nhiên lại dục three more new schools lên. Như vậy câu này chắc chắn là dạng bị động. Mà đã bị động phải có be verb 3. Như vậy việc đầu tiên quăng be vô đi cái đã. Rồi verb lấy verb đâu? Đây open lấy xuống thành opened. Được chưa? Rồi tiếp. Bây giờ mình sẽ có in the town next autumn. Rồi the prime minister chắc chắn phải có chữ by rồi. Tại vì the prime minister này thì người thủ tướng thì không có bỏ by được. Không có nằm trong trường hợp bỏ by. Như vậy mình vừa có by the prime minister, vừa có in the town, vừa có next autumn. Thì sắp xếp nơi chốn trước in the town. Bởi ai? By the prime minister. Rồi bắt đầu mới đến thời gian next autumn. Như vậy là chúng ta đã giải xong đề. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy hy vọng là cái bài ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn về việc biết được cái mức độ khó của những câu hỏi trong phần tuyển sinh, cũng như những dạng bài mà các bạn sẽ phải đối đầu trong phần tuyển sinh. Dĩ nhiên không biết năm nay có thay đổi gì hay không, nhưng trước mắt mình làm quen như vậy đi đã. Tại vì dù có đổi cũng sẽ không đổi nhiều lắm đâu.
Rồi thì hy vọng là video hôm nay có ích cho các bạn ha. Xin chào các bạn.